Kính chào đến mọi người. Thì cách đây ít hôm thì anh Quý có liên hệ đến với GoFood. Hiện tại là cái chỗ trọ của ảnh là gồm có 8 phòng, hiện tại là đang gặp khó khăn. Và anh có gửi cái hình ảnh và những cái thông tin đến cho GoFood. Và hôm nay thì mình đến cái khu trọ này để thay mặt Mạnh Thường Quân gửi đến những cái món quà đến cho 8 phòng trọ, cho bà con ở đây. Coi như là cái sự quan tâm của Mạnh Thường Quân đến cho bà con cô bác ha. Thì trước mắt là sẽ nhờ anh Quý chia sẻ chút xíu về những cái khó khăn của bà con ở cái khu này như thế nào vậy anh? Nói chung là ở đây là đa số là tất cả mọi người ở đây cũng là ai cũng là công nhân, với lại chị này thì bán vé số. Thì nói chung là công việc thì từ hôm dịch tới giờ là cũng nghỉ tới giờ cũng gần 3 tháng rồi. Thì là đa số là ở trong phòng trọ không à, chứ không có đi ra ngoài. Thì nói chung là tình hình nó dịch vậy thì không ai đi làm ở trên, rất là khó khăn. Toàn bộ 8 phòng là thất nghiệp dạ, hết? Dạ, đúng rồi. À, khoảng gần 3 tháng nay? Dạ. Dạ. Rồi tiền trọ ở đây là bao nhiêu một tháng? Đây rồi? Tiền trọ là một phòng là 2 triệu. Và điện nước là cũng 2 triệu 2, 2 triệu 3. Nhưng mà mấy tháng nay thì chủ nhà giảm một tháng là 200 ngàn. Dạ, cũng như coi như giảm tiền nước đó ha. Dạ, đúng rồi. Tiền điện nước. Bà con xoay sở như thế nào trong vòng 3 tháng qua, là mình có cái tiền có tích lũy hả? Giống như là lúc trước mình đi làm thì mình có tiền mình đóng, còn có một số hộ thì không có thì xin chủ nhà thiếu lại thì mai mốt đi làm thì gửi lại. Yeah. Em nhờ anh giữ giùm em những cái khoản quà gửi đến cho từng phòng ha, rồi anh dẫn em tới từng phòng yeah, xem bà con sống như thế nào, có khó khăn như thế nào trong cái mùa dịch. Trước mắt em đọc tên một khoản tiền mà Mạnh Thường Quân gửi đến cho bà con ở đây nha. Ở đây là 8 phòng trọ ở Phan Quy Ích, ở Gò Vấp. Ở đây dạ, là Gò Vấp đúng không anh? Dạ. Thứ nhất là của chị Trần Thu Hằng ở Cali, Mỹ là 2 triệu. Thứ hai là của cô Cindy Trần ở Úc là 1 triệu. Thứ ba là Thượng Tọa Thích Tâm Nguyên ở Vũng Tàu là 1 triệu. Thứ tư là nhóm chị em bạn là 1 triệu tư. Thứ năm là của chị Hà ở Texas, Mỹ là 1 triệu 6. Và cuối cùng là em gái Trương Lâm Bảo Trân ở Mỹ là 1 triệu. Thì tổng cộng là 8 triệu đồng. Mỗi phòng thì em sẽ gửi đến là 1 triệu đồng yeah, cho bà con. Coi như là cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân. Yeah. Em nhờ anh đếm giùm em 8 triệu nha. Đây, anh đếm từng triệu cho em nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và đủ 8 triệu. Dạ, 8 triệu ha. Dạ. Đó. Thay mặt 8 phòng trọ thì cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân dạ, quan tâm đến bà con cô bác. Dạ, trước tiên thì em cũng thay mặt cho 8 phòng trọ ở đây cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ, hỗ trợ cho mấy phòng trọ ở đây qua được cái mùa dịch. Rồi dạ, sau thì em cũng cảm ơn anh với lại đã giúp đỡ cho tụi em với Mạnh Thường Quân, hỗ trợ cho mấy bà con lối sớm ở đây. Với lại là này, em cũng xin lỗi với bà con á, là còn rất là nhiều phòng trọ dạ, còn rất là nhiều bà con đang gặp khó khăn, nên là mỗi phần quà hãy chia đều cho mọi người dạ. Thì ví dụ như là có thiếu đủ gì thì mong bà con thông cảm giùm, nhưng mà đây là cái cũng có cái niềm vui trong dạ, cái mùa dịch này dạ, đúng không anh? Dạ, cảm ơn chị. Hay có mấy Mạnh Thường Quân gửi cho cùng mình hỗ trợ cho mình 1 triệu nhiều năm mùa dịch à, chị cảm ơn mấy Mạnh Thường Quân nhiều. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ à, cũng cảm ơn nhiều lắm, tại vì thật sự là mấy năm nay không có không dài là như nhờ đi chỗ này chỗ kia xin đồ từ thiện á, nói chung là ấy cũng có người có người không. Dạ. Thế hiện tại giờ cũng thiếu tiền nhà, hôm nay cũng tới lúc ấy không. Chị thất nghiệp bao lâu rồi? Gần 3 tháng. Hồi nãy anh Quý anh có nói là gia đình mình bán số. Dạ. Rồi mấy cái điểm mà cơm từ thiện rồi phát rau củ là chị biết hết hả? Dạ không, nhưng mà không có dám đi nhiều đâu, đi nhiều ở đây người ta la. Đúng rồi, mình phải có cái ý thức cộng đồng ha. Dạ. Rồi em chúc chị may mắn nha. Dạ. Ngày có con Mạnh Thường Quân gửi cho phòng trọ mình 1 triệu. Cảm ơn Mạnh Thường Quân gửi anh. Anh đang làm công nhân hả? Dạ em sinh viên. Em sinh viên hả? Có bác em, chị làm công nhân. Chị làm
Em học năm mấy, học trường nào? Học năm 1 ở trường Cao đẳng Miền Đông. Là ở quận mấy? Quận 12. À, dạ. Rồi cũng mới vô đây thôi ha? Dạ, quận 5. Rồi không về quê được hả em? Dạ. Ừ, quê em ở đâu? Quê em ở Gia Lai. Gia Lai, rồi anh gửi 1 triệu cho hai chị em nha. Dạ, dạ, em cảm ơn. Dạ. Dạ. Anh chắc có gia đình này hả? Dạ chưa. Chưa, à. Không một mình. Ừ. Không mình. Đang làm làm công ty. Làm công ty. Dịch thì thất nghiệp ở nhà. Thất nghiệp bao lâu rồi anh? Thì từ lúc được giãn cách xã hội tới giờ đó. Ví dụ như anh là anh ở một mình như vậy rồi cơm nước rồi các thứ rồi anh thì mình nấu mình tự đi chợ siêu thị ít quá xanh thôi. Dạ dạ. Thôi em đi nha. Dạ cảm ơn nha. Phòng anh Quý chỗ nào? Dạ, phòng này. Phòng cuối cùng. Ghi hình lại kỷ niệm dạ gì chị ở với gia đình? Dạ em gia đình nhưng mà chồng em đang làm ở công ty cho nên là bây giờ em ở nhà với con. Dạ, dạ. À, chồng là không có đi về được đúng không? Dạ, không đúng rồi, ở luôn đúng cho an toàn. Dạ. Dạ mấy đứa con rồi? Dạ có một đứa. Dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn nha. Không có gì. Dạ. Dạ. Chị gái. Tiết kiệm điện hả? À, em gửi nha, chúc sức khỏe nha. Dạ. 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 Anh cũng làm công nhân luôn. Dạ. Em gửi anh Thiệu nha. Phòng của anh đây. Chút là nhà. Thôi để gửi cho chú trước đi. Chú ơi. Có Mạnh Thường Quân gửi cho chú 1 triệu hỗ trợ 10 dân. Dạ. Em chụp hình. Dạ. Chụp hình. Dạ kênh con kênh GoFood đó có gì hỏi anh Quý có gì thì ủng hộ cho con tinh thần nha chú. 12:30 trưa với lại là 18:00 là 6:00 chiều. Dạ, chào chú nha. Chúc chú sức khỏe nha. Ủa em thấy anh mới mở đèn lên phòng của anh là mẹ anh hả? À. Chào cô nha. Dạ. Là anh đang chăm sóc cho mẹ đó hả? Mẹ bị tai biến cũng mười mấy năm. Còn ai nữa không trong gia đình? Có hai. Rồi vậy sao anh đi làm? Sáng thì đi làm rồi. Anh em vô nhà được không? Được không sao. Đây đây anh vô trước đi. Anh tắt quạt giùm em cũng được. Cô có nực thì cô nói con nha. Là cô bị bao lâu rồi anh Quý? Bị được tới giờ là được 13 năm mấy. 13 năm mấy? Trong 13 năm mấy thì ai chăm sóc cho cô? Em. Một mình anh luôn. Anh có mấy anh em? Có hai anh em mà mẹ ở với em từ nhỏ lớn. Còn người kia là anh hay là em quá? Anh là có gia đình rồi. Có gia đình ở riêng, nói chung hoàn cảnh quá khăn cho anh không lo được. Anh ở quận mấy? Em nhà ở quận 11. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ là mình bán nhà rồi mình mới chuyển nhà trọ bên đây. Bán nhà cho đây cũng 10 năm rồi. À. Lúc mà mẹ bệnh được đầu là bán nhà rồi xong rồi cái mới ở nhà mướn ấy thì cũng có gia đình rồi sau này cũng ly hôn thì ở vậy luôn. Em xin phép nha, để như thế này. Về cái câu chuyện của anh á, em xin phép là ở cuối cái clip anh em mình nói chuyện khoảng 5-7 phút. Em để cho em xong cái nhiệm vụ của em cái cho bàn giao cho mình Thường Quân cái rồi em anh em mình trả lời nha. Đó, để cho làm xong cái nhiệm vụ của em với lại Mạnh Thường Quân ha. Thì ở đây em có cái thêm nữa là có anh Bùi Đình Nai ở Mỹ có gửi cho em rất là nhiều cái tiền đô tờ 2 đô á. Thì anh gửi là gặp có duyên thì gửi mỗi phòng mỗi người 1 tờ cho may mắn thôi. Đó, thì anh gửi cho anh là 8 tờ nha. Anh gửi cho mỗi nhà 1 tờ. Dạ. À, theo cái của anh Bùi Đình Nai. Rồi em cảm đại diện cho 8 phòng trọ cảm ơn anh Bùi Đình Nai. À, với lại là cũng đại diện thì cũng chú chủ nhà 8 phòng trọ đây cảm ơn Mạnh Thường Quân ngày hôm nay đã quan tâm đến những phòng trọ ở đây. Xin chúc cho Mạnh Thường Quân được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Yeah. Nha. Bây giờ anh gửi cho từng phòng hết xong rồi anh em mình vô trong phòng nói chuyện về cái hoàn cảnh của anh nha. Rồi cảm ơn. Rồi. Này, để hai đứa làm kỷ niệm. Kỷ niệm, cho vui. Gái ơi. Cho vui. Mở cửa giùm anh cái. Gửi em hai đô Mạnh Thường Quân gửi làm kỷ niệm. Anh trai, Mạnh Thường Quân gửi làm kỷ niệm nha. Cảm ơn nha. Gửi chị. Cảm ơn hết nha.
cho vui, cho vui. Chú. Dạ, cho may mắn rồi chú. May mắn là 2 đô là may mắn. Dạ, may mắn. Thôi giờ bây giờ dành cái thời gian nha, cho hai má con của anh Quý với lại cô đây. Dạ. Dạ, dạ. Đi vô trước đi anh. Thấy cô mệt chứ đó hả? Cô, không, cô... À, giống cô bị cái cổ nó giống như nó hẹp lại á. Dạ. Nói chuyện, cái để mình nói chuyện không có rõ. Dạ. À, bây giờ anh có thể anh chia sẻ về về cái việc mà anh chăm sóc mẹ như thế nào, rồi thời gian anh kiếm tiền như thế nào, anh chia sẻ giùm em. Dạ, buổi nói chung là buổi sáng á, khi dậy á là bắt đầu cái nấu cơm hết xong cái đầu là 6 giờ đã dậy rồi. Là mọi lúc trước là tới giờ là như vậy, là sáng 6 giờ dậy nấu cơm xong rồi bắt đầu cái là ẵm mẹ vô trong thay tã, rồi tắm rửa xong vệ sinh hết rồi bắt đầu ẵm mẹ ra, rồi bắt đầu cho cơm nước cho mẹ ăn. Rồi kia nói chung là được con cái là mẹ không đi đứng được thôi, nhưng mà bà ngồi vậy thì được, ăn uống thì được, nhưng mà chỉ không đi đứng được thôi. Thì khi mà em đi làm á thì em sẽ để một nồi cơm với lại đồ ăn em để sẵn ở đây, rồi bắt đầu em mới đi làm, thì em đi mua dây chai vòng vòng vậy đó. Tới trưa cái em mới xẹt về, là mẹ ở nhà mẹ ngủ dậy thì mẹ ăn cơm ăn nước. Rồi có những khi trưa thì em về em xẹt qua em thăm mẹ, rồi coi nhiều khi có trái gió trở trời như thế nào, rồi bắt đầu em đi làm tiếp. Còn cái việc mà vệ sinh của bà đó là anh sử dụng tã lót, vừa tã lót với lại ống lọc tiểu. Tại vì bà mới bị cách đây cũng 4-5 tháng trước là bị bí tiểu á. Rồi em bà nằm ở trong bệnh viện quận 12 cũng 20 ngày. Rồi khi mà về á, là bác sĩ á, em có mời bác sĩ về nhà là chỉ cho mình đặt ống thông tiểu á, rồi là cứ mỗi lần là 100 ngàn. Nhưng mà sau cái bác sĩ đó mới thấy hoàn cảnh khó khăn như vậy, cái bác sĩ mới chỉ mình đặt, rồi bây giờ là em tự đặt luôn, cho nên nó đỡ cái khoản chi phí đó. Rồi giờ là coi như là tả thì mỗi ngày là bận hai miếng, thì nói chung là còn ống tiểu á, thì mình tự thay. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? 40. 40, còn trẻ. Nhưng mà thấy anh còn trẻ thì anh chăm sóc cho mẹ của anh như vậy là đã chính xác là bao nhiêu năm rồi? Từ khi bà bị bệnh tới giờ là mười mấy năm tới giờ. Mười mấy năm tới giờ. Bà bị năm 2007. Tại cái nhà trọ này hay là không, đi nhiều nhà trọ? Ở nhiều nhà trọ. Dạ. Yeah. Công việc của anh đây là em đi mua dây chai. Mua vai chai. Yeah. Ở khu vực Gò Vấp. Không đi, em mua tùm lum á, Tân Bình hay là vòng vòng. Nói chung là em có một chiếc xe lôi nữa, cái xe này với lại một cái lôi ở đằng sau nữa. Một cái lôi, dạ. anh có bắt cái lo lên? Không, bắt cái lo, em đi vòng vòng, em gặp giống như người ta để ở ngoài, rồi mình mua, rồi gặp mấy công trình mình vô mình hỏi mình mua. À, ví dụ như gặp mấy cái cô cũ mua lại thì mình mua lại nữa ha, cảm thấy có lời thì dạ, mua. Dạ đúng rồi. Rồi mình bán liền trong ngày. Đúng rồi luôn. Bán liền trong ngày. Để mà có cái tiền chi tiêu. Dạ, đúng rồi. Dạ. Thì khoảng mấy giờ chiều là anh về? Thường thường là khoảng chừng tầm 4 giờ là 4 giờ mấy là em về rồi. Yeah. Tại về lúc đó là bắt đầu mình lo cơm nước, bắt đầu tắm rửa cho mẹ thêm lần nữa. Là cái thu nhập như vậy thì có đủ để mà căn bản hai thì mẹ nói chung một ngày là kiếm được 200-300. Thì trừ chi phí tiền nhà tiền cửa ra thì nói chung cũng đủ cho hai mẹ con sống. Yeah. Ví dụ như bệnh tình của cô á, có những cái nó phát sinh thêm, ví dụ như chắc chắn đều là ví dụ như lúc cô sốt, cô mệt, mình cũng cần những cái khoản tiền đó. Yeah. Phải thuốc thang đưa vô bệnh viện rồi, cái đó phải mình phải dự trù ha. Dạ đúng. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? 72 à. 72. Hôm lúc trước mới vừa lãnh cái lễ mừng thọ của bà được tuần lễ là bắt đầu bà bị tai biến lần 3. Tắm rửa là cho bà là bà không em đều ẩm vô, em đều ẩm vô toilet hết, là toàn bộ là anh. Dạ. Làm hết như. Dạ. Y như là chăm sóc. Dạ. Chăm sóc cho một em bé gì đó ha. Dạ. Mình nói cho dễ hiểu là như vậy. À, có cái xe lăn này. À, xe lăn là lúc trước là mỗi lần mà đưa đi bệnh viện mà khám tái khám á là mình đẩy ra trong chua mình mới lên taxi mình đi được, tại vì chứ nếu mà ẩm từ đây ra xa
mấy chỗ kia em cũng ẩm vậy, cho nên nó cực, cho nên sau này em mới mua xe lăn. Với là rảnh rỗi thì có khi lúc trước em ở bên kia thì chiều chiều á em đi làm về ưa ẩm bà lên xong mình đẩy ra cho bà hóng mát. Bé, hồi nãy bởi GoFood có hỏi là ủa gì rồi thời gian đâu mà anh Quý đi đi tập thể hình. Thật ra anh nó không có, chắc không, là tập thể hình là ngày lúc mà em còn trẻ 15 16 tuổi em mới tập. Em mới tập em có thi giải quận luôn. Thi giải quận rồi luôn. Tới lúc mà lập gia đình đó, là em nghĩ tới giờ là cũng 20 năm rồi. Nói chung là căn bản lập là gia tại... đình. Ừ. Là anh có lập gia đình rồi. Rồi. Rồi chia tay. Rồi có con không? Có hai cháu. Rồi hiện tại là bây giờ còn tới thăm hai cháu không? Thỉnh thoảng thì mỗi tuần hay nửa tháng gì là đều về bên ngoại thăm. Còn mình nhiều khi mình đi lao động nặng nhọc á, với lại cũng thường thiên buổi sáng cũng rảnh cũng hưa hết đất như vậy, cho nên thì tướng nó vẫn vậy. Với lại là mình trước kia là mình có chơi thể hình rồi nên là mình cũng biết cách ăn uống, nên là giữ cái form. Với lại là công việc của anh thì kiểu nặng nhọc lắm nên là nó cũng gì. Vậy đó. Đó, tôi vô thăm 8 cái phòng trọ rồi vô tình thì biết được cái câu chuyện của anh Quý luôn. Tại sao anh lại không liên hệ tụi em hoặc là liên hệ một những cái nhóm thiện nguyện, những cái nhóm cá nhân để mà giúp đỡ, sự có sự giúp đỡ của hai mẹ con? Dạ, tại vì nói thẳng, nói chung là hồi đó giờ em làm cuối chung rồi, nhiều thì không có nhưng mà cũng đủ khả năng lo cho mẹ mình. Đó thì cái chi phí rồi sinh hoạt rồi cái tả tiết rồi thuốc men, nói chung là em trong khả năng của mình làm lo cho bà được nhiều lo. Tại vì giống như là quan niệm á, là mẹ mình lo cho mình được mấy chục năm rồi, giờ mình lo cho bà được vài năm thôi. Mừng là sáng mình ngủ dậy thấy bà là mình vui rồi. À, khóc nữa. Sao em gặp ông nào cũng khóc hết trơn. Rồi trong xuôi đó là giờ nói chung là mùa dịch này nó hơi khó khăn lắm. Cho nên em cũng có coi mấy cái trang của anh á. Rồi bởi vì em mới liên hệ với anh. Rồi đâu phải là giống như sẵn một mình hoàn cảnh, đâu phải mình đâu. Như là hoàn cảnh ai đây cũng mấy vòng trọi với nhau, em cũng nhờ bên anh hỗ trợ hết vậy. Chủ yếu là anh liên hệ với lại tụi em là để bà con ở đây là có sự hỗ trợ chung. Dạ, đúng rồi. Chứ anh không có nói là vì hoàn cảnh của anh, hoàn toàn anh không có nói gì hết. Thưa mọi người, đây là chủ nhà ở đây. Đầu tiên thì con cảm ơn về cái tấm lòng của chú nha. Thứ hai nữa thì cho con hỏi là chú biết gì về hoàn cảnh của hai má con ở đây, hai con anh Quý nè? Thì Quý giờ đây cũng thuê nhà trọ thì cũng khổ, thấy cũng khổ. Mẹ thì bệnh, ảnh đi mua bán ve chai mà giờ không có bán được. Đó, bị Covid-19 á. Giờ cũng khổ, thấy cũng khổ quá. Hai mẹ con vô trong đây mướn bao lâu rồi chú? Nay được 2 tháng rồi. 2 tháng? Dạ. Đâu? 3 tháng rồi, hôm nay được 3 tháng rồi, hôm nay được 3 tháng rồi. 3 tháng. Nay được 3 tháng rồi. Mình không biết sao nhưng mà mình thấy là cảm thấy là thanh niên rồi đàn ông vậy chăm sóc cho mẹ vậy là mình quý rồi. Đúng nghe rồi. Chưa? Đúng. Là đúng với cái tên là tên Quý luôn. Đúng. Chứ đàn ông cũng khó gặp như Quý, lo mẹ tắm rửa hết, ăn uống rồi kia hết. Nói chứ đàn ông cũng hơi khó vụ đó, đúng không? Đúng. Mẹ mình phải lo cho mẹ mình cúi đầu thôi chứ. Ai cũng vậy thôi. Con cảm ơn chú nhiều nha, chúc chú nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ. Có khi nào anh nghĩ là anh sẽ bỏ cuộc không? Dạ. Bỏ cuộc là mình bỏ cuộc về cuộc sống của mình á, chứ không phải là bỏ cuộc về việc mà chăm sóc cho mẹ. Dạ không, tại vì căn bản thì cuộc sống thì mình cứ suy nghĩ là giờ mình cứ làm thì mình sống trang trải qua ngày thôi. Còn nuôi mẹ thì đó là trách nhiệm của mình. Chứ đâu phải là vì mẹ bệnh hay là gì mà mình bỏ cuộc hay là gì rồi. Tại trước mắt là mình thứ nhất là mình kiếm cái thu nhập mỗi ngày để mình tự trang trải cuộc sống của mình, rồi mình lo cho mẹ mình thôi. Lúc nào cũng nghĩ về cái hướng tích cực ha. Thực sự là một cái điều mà như nãy em cũng có nói với lại cái chú chủ nhà đó, là khó có ai giống anh lắm chứ không phải là dễ đâu. Đó. Phải sắp xếp thời gian rồi các thứ rồi bươn chải đi làm kiếm tiền rồi. Như thế này nha anh, thì chủ yếu là hôm nay em liên hệ anh để đến với 8 phòng trọ. Nhưng mà biết được cái hoàn cảnh của anh, vô tình thôi, biết được hoàn cảnh của anh thì cái động lực trong cuộc sống ha. Cô Đinh Lê ở Mỹ. Dạ.
cái này xin phép cô Đinh Lê ở Mỹ gửi đến cho mẹ của anh có cái 2 triệu đồng à, để ví dụ như cô uống sữa, cô mua thả hay là cần thiết cho cô ha, cái gì y tế đó cho cô đó, cô Đinh Lê ở Mỹ gửi đến cho mẹ của anh là thứ mấy? Dạ, mẹ em thứ ba. À, kêu cô ba đi ha, à, gửi cho cô ba 2 triệu đồng, ừ, anh giữ giúp. À, thì cô Đinh Lê, anh cảm ơn cô Đinh Lê giùm em ha. Dạ, em con cảm ơn cô Đinh Lê ở bên Mỹ đã giúp đỡ cho mẹ con có một khoản tiền để mà mua trả với mua thuốc. Dạ. Cô ba nghỉ ngơi nha. À, bây giờ cô ba thấy trong người cô ba làm sao, cô ba nói cho con nghe. Nó khó chịu. À, cô bị bên tay trái ha anh Quý? Đầu tiên bị tay trái, bị đập thứ hai bị tay phải. Dạ. Bây giờ nói chung là hai tay thì mỗi ngày rảnh chiều về cũng kêu tà bà tập thể dục, giơ tay giơ chân. Chỉ ngồi không được, đi không được. Ngày xưa mẹ em làm y tá chứ bộ. Y tá đó hả? Dạ, cô làm y tá. À. Thôi mình gắng tập thể dục rồi thuốc men rồi vô thì nó sẽ đỡ thôi ha cô ba. Dạ. Cô ba thấy thấy vui mà khi có đứa con như anh Quý không? Vui. Đó, vậy đó. Đó, khóc luôn. Khóc nữa. Ở đây đồ đạc của cô ba đó anh Quý. Dạ. Ở đây cái góc bếp của hai mẹ con. Nói chung là hôm bữa giờ cũng khó khăn, trả ở đây chỉ còn có 2 miếng. À, chút lấy 2 triệu đó đó ha, dạ. Mua cho mẹ anh. Dạ. Thôi một lần nữa thì xin phép mọi người, GoFood xin được cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. GoFood xin được kết thúc clip ở đây về câu chuyện của anh Quý hoặc như thế nào, mong mọi người góp ý ở phần bình luận. Và nếu mình có duyên thì sẽ gặp lại anh Quý. Một lần nữa xin chào và hẹn lại mọi người ở clip sau.